Xin chào quý vị và các bạn. Với hoạt động của không khí lạnh không còn quá mạnh nên thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ đang có xu hướng tăng nhiệt mỗi ngày. Dự báo trong ngày chủ nhật cuối tuần, tình trạng mưa nhỏ về đêm và sáng hầu như không còn xảy ra. Thay vào đó là tiết trời tạnh ráo, hửng nắng. Cùng với nhiệt độ trưa chiều tăng dần lên từ 18 đến 21 độ, thậm chí khu vực Tây Bắc một số điểm có thể lên đến 22 cho tới là 25 độ, có cảm giác ấm áp hơn. Về đêm và sáng, ngoại trừ một số nơi thuộc vùng núi cao, nhiệt độ vẫn khá thấp, chỉ dao động trong khoảng từ 11 đến 13 độ. Các khu vực còn lại phổ biến ở khoảng là từ 15 đến 18 độ, rét đậm, rét hại hoàn toàn chấm dứt. Nhìn chung 24 giờ tới, thời tiết diễn biến rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, vui chơi giải trí hay các hoạt động dân sinh. Ngày hôm nay, do không khí lạnh tăng cường yếu nên gió đông bắc kết hợp với địa hình cũng mang đến những cơn mưa rào rải rác cho khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ. Tuy nhiên, lượng mưa không quá nhiều và sẽ giảm nhanh trong ngày mai. Về tình hình nhiệt độ, cao nhất ngày tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ dao động trong khoảng là từ 21 đến 24 độ. Tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 29 độ. Riêng khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, ban ngày trời nắng, khô ráo, hầu như không mưa, với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 30 tới 32 độ, thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân sau những ngày mưa liên tiếp. Đến với các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, không còn chịu bất cứ sự chi phối của hình thế gây mưa nào nên thời tiết chủ đạo tại các khu vực này trong ngày hôm nay sẽ là tạnh ráo và có nắng nhiều. Cùng với sự giảm mưa thì nền nhiệt độ cũng khá cao, đặc biệt là tại Nam Bộ mức nhiệt sẽ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ, thậm chí một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ sẽ cao hơn. Còn tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng từ 26 cho tới 29 độ, có nơi cao hơn. Tiếp nối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết cụ thể tại các thành phố lớn trên cả nước trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng chung xu thế tăng nhiệt độ tại miền Bắc nên thủ đô Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay cũng có mức nhiệt không quá thấp, ở vào khoảng từ 16 đến 18 độ. Tiết trời khô ráo, không mưa nên khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông trên địa bàn thủ đô. Trưa chiều trời có nắng ấm với nhiệt độ sẽ ở mức cao nhất, dao động quanh ngưỡng 20 độ. Vì thế, quý vị và các bạn có thể yên tâm với các kế hoạch diễn ra ngoài trời hay thả bộ trên các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Đến với thành phố Việt Trì, dự báo trong ngày và đêm nay mưa hầu như không xuất hiện. Nhiệt độ trong ngày tại đây dao động từ 16 đến 21 độ. Trời không quá rét buốt nên sẽ rất thích hợp cho các loại rau màu, củ quả mùa lạnh phát triển. Do vậy, từ nay cho đến khoảng vài ngày tới, bà con nông dân có thể yên tâm với các hoạt động trồng trọt, sản xuất nông nghiệp, phục vụ cho dịp lễ Tết sắp tới. Với địa hình gần biển kết hợp với hoạt động của đới gió Đông Bắc, tại thành phố Vinh, những cơn mưa rào cũng xuất hiện ở mức độ rải rác nên nhìn chung sẽ không thực sự thuận lợi cho các hoạt động hong phơi, chế biến nông sản của bà con nông dân. Tuy nhiên, cường độ gió Đông Bắc không mạnh nên tàu thuyền có thể yên tâm lưu thông và ngư dân có thể đánh bắt ở các vùng biển xa mà không quá lo ngại về tình trạng biển động. Nên nhiệt độ tại đây cũng có xu hướng tăng dần từng ngày, cao nhất trong ngày hôm nay được dự báo sẽ ở vào khoảng từ 21 cho tới 23 độ. Thời tiết tại thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm nay cũng nhiều mây với những cơn mưa rào ngắt quãng xuất hiện xen kẽ với những khoảng trời nắng gián đoạn. Nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ so với 24 giờ trước, trong ngày dao động từ 22 cho tới 27 độ, vẫn ở ngưỡng nhiệt tương đối là mát mẻ. Các hoạt động tham quan, dã ngoại, khám phá các địa danh nổi tiếng xung quanh thành phố như là phố cổ Hội An hay đỉnh Bà Nà vẫn có thể diễn ra bình thường. Tại thành phố Nha Trang, thời tiết có phần thuận lợi hơn so với thành phố Đà Nẵng. Tại đây, thời tiết phổ biến là ít mưa, ngày có nắng cùng nhiệt độ ở mức vừa phải, không quá cao hay quá thấp, ở vào khoảng 27 đến 29 độ, nên sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng của người dân. Về chiều tối, thời tiết mát mẻ với mức nhiệt độ chỉ còn từ 24 cho tới 26 độ. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong ngày hôm nay khá thuận lợi cho các hoạt động sự kiện ngoài trời được tổ chức vào cuối tuần. Không chỉ trong ngày hôm nay mà cả vài ngày sắp tới, điều kiện thời tiết ít mưa sẽ tiếp tục được duy trì nên mức nhiệt độ trưa chiều được nhận định sẽ khá cao, dao động xung quanh ngưỡng 33 cho tới 34 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.